Một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ thì người đó sẽ được sanh lên cõi trời 33 100 lần, vĩnh viễn không phải đọa vào ác đạo. Giả sử phước trời đã hết, phải sanh xuống nhân gian cũng vẫn làm vị quốc vương, không hề mất sự lợi lớn. Giả sử có người nữ nào nhàm chán nữ thân, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng cùng những tượng bằng đất, đá, keo sơn, đồng sắt, vân vân, ngày ngày như thế không hề thối chuyển, lại thường đem hoa hương, đồ ăn thức uống, y phục gấm lụa, tràng phan, tiền bạc vật báu vân vân cúng dường, thì người thiện nữ đó sau khi mãn một báo thân nữ hiện tại, thời đến trăm ngàn muôn kiếp còn không sanh vào thế giới có người nữ, huống hồ là thọ lại nữ thân. Trừ phi vì nguyện lực từ bi muốn thọ nữ thân để độ thoát chúng sanh, còn thì nương nơi sức cúng dường ngài Địa Tạng cùng sức công đức trong trăm ngàn muôn kiếp còn chẳng phải thọ nữ thân nữa. Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm chiêm lưỡng trong chừng một bữa ăn, người nữ đó trong ngàn muôn kiếp sẽ được thọ sanh thân hình tướng mạo viên mãn. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân gái, thì trong trăm ngàn muôn ức đời thường làm vương nữ, cho đến vương phi hoặc con gái dòng dõi tể phụ đại quan đại trưởng giả đoan chánh thọ sanh các tướng viên mãn, do chí tâm chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế. Lại nữa, này Phổ Quảng, như có thiện nam tử thiện nữ nhân nào có thể đối trước tượng Bồ Tát mà chối các thứ kỹ nhạc cùng ca vịnh tán thán cúng dường hương hoa cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người, hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng vị lai thường được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, không để cho những việc hung dữ đến tai, huống là để cho chịu các tai vạ bất ngờ. Lại nữa, này Phổ Quảng, trong đời sau như có ác nhân cùng ác thần ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam thiện nữ quy kính cúng dường tán thán chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà vọng sanh khinh chê, là không có công đức cùng sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc một người chê hoặc nhiều người chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm. Những kẻ như thế sau khi 1.000 đức Phật trong hiền kiếp diệt độ cả vì tội báo khinh chê nên vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội cực nặng, qua khỏi kiếp này xong mới thọ thân ngạ quỷ, rồi mãi đến 1.000 kiếp sau mới thọ thân súc sanh, lại phải trải qua 1.000 kiếp nữa mới được thân người. Dầu thọ thân người nhưng là hạng bần cùng hạ tiện, các căn không đầy đủ, thường hay bị nghiệp ác kết buộc vào tâm, chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo. Cho nên Phổ Quảng khinh chê sự cúng dường của người khác mà còn mắc phải tội báo như thế, huống là tự sanh ác kiến hủy diệt. Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu trong đời sau có người nam hay người nữ nào nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay cầu chết đều không được, hoặc đêm mộng thấy ác quỷ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc đi trên đường hiểm, hoặc nhiều lần bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần dạo chơi, trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, trở nên gầy mòn lao xái, trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, thảm thiết không vui, đây đều là do nơi nghiệp đạo còn đang luận đối, chưa quyết định là nhẹ hay nặng, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành, mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ nên đối trước tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, lớn tiếng đọc tụng kinh này một biến, hoặc lấy những vật ưa thích của người bệnh như y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn, đối trước người bệnh mà lớn tiếng sướng rằng: chúng con tên đó họ đó, xin vì người bệnh này mà đối trước kinh tượng thí xà những vật này, để hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật, Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào thường trụ, sướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử các thức của người bệnh đã phân tán, đến hơi thở đã dứt, thì hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày cứ lớn tiếng sướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung, thời dẫu cho từ trước có tội nặng, thậm chí 5 tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh nơi nào cũng thường nhớ biết việc đời trước. Huống nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, thì quả báo mà người đó thọ nhận tất được lợi ích lớn. Vì thế Phổ Quảng, nếu thấy có người nào đọc tụng kinh này, cho đến chỉ trong một niệm tán thán kinh này, hoặc tỏ lòng cung kính, thì ông phải dùng trăm ngàn phương tiện khuyến hóa người đó
phát lòng siêng năng, chứ đừng thối thất, thì sẽ được trăm ngàn vạn ước công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. Lại nữa, này Phổ Quảng, như những chúng sanh ở đời vị lai, hoặc trong mộng, trong mị, trông thấy các quỷ thần cùng các hình bóng khác, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc dầu dĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt. Đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng quyến thuộc, từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ, còn đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, lại không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục trong đời trước, khiến làm phương tiện, hầu mong được thoát khỏi ác đạo. Này Phổ Quảng, ông nên dùng thần lực khiến hàng quyến thuộc đó đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát, chí tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba biến hoặc bảy biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc đang ở trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát, cho đến trong mộng, trong mị, không thấy hiện về nữa. Lại nữa, này Phổ Quảng, như đời sau có những hạng người hạ tiện, hoặc tớ trai, hoặc tớ gái, cho đến những kẻ không được quyền tự do, rõ biết là do túc nghiệp, cần phải sám hối, bèn trí tâm chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi trong một ngày cho tới bảy ngày, niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ một vạn biến. Những người như thế, sau khi mãn báo thân này, trong ngàn vạn đời về sau, thường sanh vào nhà tôn quý, không phải trải qua nỗi khổ nơi ba đường ác nữa. Lại nữa, này Phổ Quảng, như trong đời vị lai, nơi cõi Diêm Phủ Đề, trong hàng sát lợi, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hạng người và những chủng tộc, dòng họ khác, có người nào mới sinh được con trai hoặc con gái nội trong bảy ngày, sớm vì đứa trẻ đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ một vạn biến, thì đứa trẻ mới sinh đó, hoặc trai hoặc gái, nếu đời trước có ương báo thì đều được giải trừ, lại thêm an ổn, vui vẻ, dễ nuôi, thọ mạng tăng trưởng. Còn nếu là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thì đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Lại nữa, này Phổ Quảng, trong mỗi tháng, ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là những ngày kết tập các nghiệp tội, thẩm định nặng nhẹ. Tất cả mọi cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phủ Đề không chỉ là không nghiệp, không chỉ là không tội, huống hồ là buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ trong ngàn tội trạng. Nếu sau này trong đời vị lai có chúng sanh nào trong 10 ngày trai này có thể đối trước hình tượng của Phật Bồ Tát cùng chư hiện thánh mà đọc tụng kinh này một biến, thì chung quanh chỗ người đó ở, bốn hướng đông tây nam bắc, trong khoảng 100 do tuần sẽ không có các tai nạn. Còn ở chính nhà của người đó, hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vị lai, trong 100.000 năm được vĩnh viễn xa lìa ác đạo. Nếu trong 10 ngày trai này có thể mỗi ngày đều tụng một biến, thì ngay đời hiện tại, những người trong nhà không bị tai ương hoặc bệnh tật, đồ ăn, đồ mặc lại được dư dật. Vì thế Phổ Quảng nên biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có 100.000 vạn ước không thể nói hết sự đại oai thần lực lợi ích như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phủ có đại nhân duyên với vị đại sĩ này. Nếu những chúng sanh đó được nghe danh của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng 3 chữ hoặc 5 chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thì hiện tại được sự an vui thủ thắng vi diệu và 100.000 vạn đời về vị lai thường được đoan tránh sanh vào nhà tôn quý. Lúc đó Bồ Tát Phổ Quảng nghe Đức Phật Như Lai xưng dương tán thán Bồ Tát Địa Tạng xong, liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có thần lực không thể nghĩ bàn, cùng đại thệ nguyện lực như thế rồi, song vì muốn cho chúng sanh đời sau rõ biết sự lợi ích, nên con mới thỉnh vấn Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính lãnh thọ. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì, và định cho con lưu hành rộng ra như thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng, kinh này có 3 danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh. Do vì Bồ Tát này từ thuở kiếp lâu xa đến nay tưởng phát đại trọng nguyện làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải y theo tâm nguyện mà tu hành rộng ra. Ngài Phổ Quảng nghe xong liền cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra.